Quý kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Trước mặt Quý đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2019 màu đồng ánh kim của anh chị. Xe còn khá là mới, 2019 mới đi được 37.000 cây số. Thì anh chị cùng Huy mình đi xem sơ bộ về nội thất cũng như một số những thông tin về xe để anh chị quyết định mua cho gia đình mình một chiếc xe về để phục vụ việc đi lại. Màu đồng ánh kim. Đấy, màu đồng ánh kim anh chị, một cái màu mà được khách hàng chọn nhiều nhất. Vì cái màu này nó nhìn cái xe nó rất là cứng. Và về cái màu nó cũng rất là sạch nữa các chị. Đó, khe hở các chi tiết này. Đấy, còn khá là đẹp. Còn vỏ thì đối với chiếc xe này vỏ còn rất là dài các anh chị. 2019 đi được 37.000 cây số thôi. Ngày 15 tuần thứ 15 của năm 2019. Vỏ còn nguyên bản theo xe. Đấy, vỏ piston nha anh chị. À, màu đồng anh kim. Gương thì có chỉnh điện, dán phim, che mưa. Những cái đường găng, khe hở với các chi tiết. Thì những chiếc xe bên Huy thì anh chị yên tâm nha. Bên Huy sẽ cam kết với anh chị tình trạng xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản. Với một chiếc xe như Huy chia sẻ mới đi được có 37.596 cây số. Một chiếc xe khá là lướt. Trang bị bảy túi khí, ghế da, lót sàn đầy đủ và cả mặt trăng nữa anh chị. Đó, cho nên là mua những sản phẩm này về anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải trang bị thêm phụ kiện gì nữa. Lót cách nhiệt cho phần cắp lô, đầu DVD này có dẫn đường luôn anh chị nha. Đó, có dẫn đường luôn. Rồi hộp số thì có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ power. Đấy, mới vừa về và bên Huy sẽ tiến hành làm maruguri. Tức là bên Huy sẽ tiến hành đánh bóng vệ sinh toàn bộ ngoại thất, vệ sinh nội thất, khử khuẩn, vệ sinh động cơ cũng như là vệ sinh gầm. Cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Đấy, cái vỏ còn rất là dài các anh chị. Đó, tuần thứ 15 của năm 2019. Khe hở với các chi tiết. Đèn còn rất là sáng luôn. Camera dè, cảm biến khoảng cách từ phía sau. Rồi gầm bệ. Ok, thì Huy cũng thông tin sơ bộ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Và về giá thì với chiếc xe này Toyota Tân Cảng bên Huy đang niêm yết giá là 608 triệu. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ để Huy có thể tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Nếu như được anh chị có thể đến trực tiếp Toyota Tân Cảng, liên hệ đặt hẹn trước cho Huy rồi đến để Huy có thời gian để tư vấn cho anh chị được rõ hơn. Và anh chị nào mà thiếu tài chính cần hỗ trợ từ phía ngân hàng thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay lên đến 65-70%. Tức là anh chị chỉ bỏ ra đâu đó loanh quanh khoảng 230-240 thì anh chị có thể sửa chiếc xe này rồi. Một chiếc xe đẹp, lướt chuẩn, mới có 37.000 cây số thôi. Thì Huy cũng thông tin sơ bộ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Sau đây thì Huy cùng với quý cô chú anh chị đi xem chi tiết nội thất, động cơ, ngoại thất cũng như là hệ thống gầm. Xin mời quý anh chị ạ. Hiện tại Huy đang ngồi trên chiếc xe Innova 2019 màu đồng ánh kim, xe khá là đẹp anh chị. Thì đây anh chị cùng với Huy mình xem qua là đây là phần bộ lăng ba chấu. Có những cái phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại đánh tay, rồi điều khiển giọng nói. Và mặt đồng hồ táp lô hiện tại như anh chị thấy rất là đẹp. 37.596 cây số. Mỗi hàng ghế thì ở phía trước và phía sau đều bố trí những cái cửa gió điều hòa như thế này. Cho nên là hệ thống điều hòa của Innova làm lạnh khá là nhanh. Còn đây là phần táp lô. Đây, bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh những cái phần này cho sạch sẽ. Đầu DVD. DVD thì xe này có trang bị camera dè, có camera dè các anh chị. Đó, đây là vị trí để mình để những chai nước, nó có thể làm lạnh được cho mình sử dụng nha anh chị. Còn đây là vị trí mình có thể để những cái giấy tờ xe, thì trong này thì có sách hướng dẫn sử dụng. Rồi hộp số thì có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ power. Và chị nhìn nè, đó, khá là đẹp. Đây cần số này anh chị thấy không? Đó, đẹp. Đó, vị trí chỗ con ngựa. Và đây là phần ghế trước bên phụ. Đó, tấm bị cửa rồi còn rất là đẹp anh chị. Ở trên trần thì có bọc ni lông trần rồi. Đây là vị trí mà để những cái gương, cái gương, đèn, đèn anh chị. Ok, thì như Huy giới thiệu sơ, anh chị có thể mình xem qua. Còn nếu như mà có nhu cầu về sản phẩm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp để được Huy tư vấn rõ hơn về thủ tục để anh chị có thể mua về sử dụng cho gia đình.
Đấy. Rộng rãi nha anh chị ha, Innova khá là rộng rãi. Đấy, nội thất còn rất là mới và đẹp. Thì anh chị mua về thì với những chiếc xe như thế này mình đỡ tốn rất là nhiều chi phí về làm đẹp, rồi những chi phí thuế trước bạ, rồi phí đăng ký đăng kiểm mọi thứ. Thì với xe qua sử dụng những chi phí thuế nó rẻ hơn những xe mới rất là nhiều, cho nên anh chị sẽ tiết kiệm được khá là ok luôn. Đây, tắp bi ok các anh chị ha, tắp bi nhìn đẹp. Đây là mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa hết các anh chị. Đây, quá đẹp. Đó, đồ nghe rộng rãi các anh chị. Băng sau thì dường như rất ít khi ít có người ngồi. Xe thì gia đình đi cũng chủ yếu là đi 1 đến 2 người ở ghế trước thôi. Ghế giữa cũng vậy. Ghế giữa cũng vậy. Ron rồi còn rất là căng. Ok, thì Huy cũng xin chia sẻ sơ bộ cho quý cô chú anh chị mình nắm về cái mẫu xe này. Nếu quan tâm về sản phẩm thì anh chị vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Thì Huy cũng quay sơ cho anh chị nắm về phần nội thất. Thì bây giờ Huy sẽ mời quý anh chị cùng Huy đi xem sơ qua về phần động cơ cũng như là hệ thống gầm ạ. Đây là phần động cơ các anh chị. Đấy, một chiếc xe mới đi được có 37.000 cây số thôi, động cơ còn khá là đẹp. Thì chủ yếu bên Huy về sẽ tiến hành làm maru vệ sinh sạch sẽ cho anh chị. Đấy, còn nguyên bản nha anh chị nha, những cái dấu sơn từ nhà máy. Đấy, những chi tiết cầm ABS đó, anh chị thấy không, rất là đẹp. Thì với chiếc xe 2019 thì như Huy chia sẻ, những cái tính năng cân bằng điện tử của xe thì có đầy đủ hết. Và với túi khí thì xe được trang bị 7 túi khí. Và đây ngoại thất thì anh chị nhìn sơ qua ha, màu đồng ánh kim, nhìn nó rất là cứng cái xe. Vỏ còn rất là dài luôn, khe hở với các chi tiết. Đó, anh chị mua những chiếc xe này về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Toyota Tân Cảng Minh Huy sẽ bảo hành cho anh chị về động cơ, hộp số 1 năm hoặc là 20.000 cây số cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Và với ngân hàng tài chính Toyota thì sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay lên đến 65 đến 70%. Thì anh chị có tài chính không nhiều, chỉ cần bỏ ra khoảng đâu lanh quanh khoảng 230-240 thì anh chị có thể sửa chiếc xe này rồi. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý chú anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để Huy có thể gửi đến quý anh chị những sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sử dụng cho gia đình ạ. Huy xin kính chào và hẹn lại quý chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.